quá trình quay như thế thì không sử dụng diễn viên đồng thời đúng không chị? Để vâng, thế thì có những cái cảnh hành động nào mà nó mang đến cái sự nguy hiểm không? Thì ví dụ như là anh Lý Hải ông có kể là có cái đoạn mà cái ghe suýt thì nó lật ngay cạnh cái giường mà bị đánh thuốc nổ. Thì cái chị Ốc thì có gặp cái trường hợp này mà thót tim đến mức như thế không chị? Bây giờ mà kể kể làm sao để không bật mí được tình huống ha, trời sắn não hết sợ luôn, mà thật sự là vừa muốn kể mà lại vừa muốn giấu để cho mọi người sẽ ra rạp Chị xem. hé một chút thôi, Xíu xem anh người nhé, tò mò lắm. Dạ. thực sự là cảnh nào nó cũng có cái yếu tố nguy hiểm cả. Ví dụ một cái cảnh chạy bình thường, hai vợ chồng bị đám người xấu rượt đuổi ở khu chợ đêm chẳng hạn, thì nghe qua có vẻ bình thường thôi, cũng không có cái gì là nguy hiểm lắm. Nhưng mà thực tế khi mà bạn ở một cái hiện trường quay nó sống động như vậy, người dân là người ta đang đi chợ đêm thật sự, mình chạy mình phải len lỏi qua những cái hàng người, rồi đó là cái địa hình mình chưa quen thuộc nữa, thành ra là khi mà anh Tâm kéo ốc chạy á, ốc bị trẹo chân. Chỉ là một cái việc rất nhỏ nhưng khi mình trẹo mà đau quá mà kiểu mình coi như mình phải quên nó luôn, bởi vì nếu như mình đang ở trong tình huống đó thì giờ có cái chân mình thậm chí là có bị gãy thì mình cũng phải ráng mình lết đi nữa, chứ không là gia đình mình gặp nguy hiểm thì sao. Thì tức là một cái cảnh dù nó rất là đơn giản thôi nhưng nó vẫn có tiềm ẩn những cái yếu tố nguy hiểm. Hay là cái cảnh đua xe lôi cũng vậy, tôi thề với mọi người là ốc ở trên cái xe lôi là ốc cầu nguyện không, tôi sợ tôi rớt xuống khỏi cái xe lôi. Xe lôi á leo lên nó rất là ghê, mà ốc là cái tuyết á kiểu cũng rất là gan dạ, rất là lì lợm á, cũng chịu được nhiều cái ca khó đó, nhưng mà thề luôn là rất là sợ tốc độ. Leo lên cái xe lôi một cái mình cảm thấy chết đến nơi, tại vì nó không có dây bảo hiểm, mình phải ôm con mình rồi thêm chồng mình nữa, mà xe lôi chạy thì trên đường đất á nó cứ dày nè dày nè, cái cảm giác là chết rồi chết rồi. Tới cái khúc cua kìa, mà cái chợ ở trong lòng chợ Châu Đốc á thì đường nó cua rất là gắt, tất nhiên là biết mọi người tập luyện rồi và diễn thì phải nương và kiểm soát, nhưng mà nhiều khi diễn sung quá hoặc có những cái yếu tố bất ngờ cũng không có tránh được. Thật sự sau mỗi lần mà hô cắt một cái nước thở vào vì Sống. không có muốn là về mà không lành lặn rồi sau chăm con kiểu vậy, với lại lỡ chẳng may mình bị cái gì đó thì cả đoàn phải đợi mình, mà ảnh hưởng đến tiến độ chung. Hay là cái cảnh mà đu từ trên tầng cao xuống, ốc không có sợ độ cao nhưng mà đó là khi mình một mình, còn mình có bế thêm một em bé mà giống như con mình thôi, mình đâu có muốn con mình nó gặp bất kể một cái sự cố nào. Thành ra nói thật là lúc nào ốc cũng xin tổ, ốc xin ốc theo đạo, ốc xin Chúa che chở phù hộ cho mình hoàn thành cảnh quay thật là tốt, và ốc cũng xin bố của mình phù hộ cho con hoàn thành cảnh quay này không gặp những sự cố gì, và không phải mình con mà tất cả mọi người trong đoàn đều được an toàn bình an. Nói chung là đó là những cái điều mà nó cứ diễn tiến liên tục luôn trong suốt cái quá trình mà mình thực hiện bộ phim này. Đến khi mà xong phim rồi bẵng một thời gian rồi cái làm một cái mini action show á, là cái họp báo nhưng mà có một cái đoạn hành động để mà giới thiệu về bộ phim này ấy. Một cái cú va đập giữa ốc với lại một bạn cascader rất là to con, một cái bùng một cái quay lại cái bạn cascader, ha chị ốc ơi chị có sao không, cái miệng mình máu không à, đập làm sao mà tôi mẻ một miếng răng luôn đây, cái răng ốc này nó mẻ một miếng tới giờ là chưa có làm lại nữa, xích mất miếng răng tính nổi, mà ta quay xong phim rồi mà vẫn chưa thoát. Nhưng mà cũng may mắn là trong thời gian đi quay thì cũng gọi là cũng chỉ có những cái sự cố như vậy thôi, chứ cũng không có đến mức là gọi là quá nguy hiểm. Nhưng nói chung là đó là những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ về bộ phim.